đứng vị trí số 1 là sò tai tượng. Đây là một loài động vật thân mềm, có hai mảnh vỏ lớn nhất hành tinh, sống ở các vùng biển đông của Thái Bình Dương. Chiều ngang của vỏ sò có thể lên đến 1m2, nặng hơn 200kg và tuổi thọ lớn hơn 100 năm. Đây cũng là loài động vật nằm trong sách đỏ của Việt Nam. Đứng vị trí số 2 là rùa da. Đây là loài rùa lớn nhất hành tinh và là loài bò sát lớn thứ tư sau ba loài cá sấu. Chúng sống ở khắp các vùng biển trên thế giới. Loài rùa này không có mai, chiều dài cơ thể trung bình 1,83 đến 2m2, nặng 250 đến 700kg, con lớn nhất được ghi nhận dài 3m và nặng tới 916kg. Đứng vị trí số 3 là sứa bơm sư tử. Đây là loài sứa lớn nhất hành tinh, sống chủ yếu ở các vùng biển lạnh của Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương. Con lớn nhất từng được ghi nhận có đường kính cơ thể 2,29m và chiều dài cơ thể bao gồm cả xúc tua lên đến 37m. Vị trí thứ 4, bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương. Đây là loài bạch tuộc lớn nhất hành tinh, sống chủ yếu ở vùng biển Bắc Thái Bình Dương. Con lớn nhất từng được ghi nhận nặng 163kg và chiều dài cơ thể bao gồm cả xúc tu lên đến 9,8m. Vị trí thứ 5 là ốc kèn Australia. Đây là loại ốc lớn nhất hành tinh, được tìm thấy ở các vùng biển Bắc Australia, Đông Indonesia và Papua New Guinea. Chiều dài của vỏ ốc có thể lên đến gần 1m và khối lượng tổng cộng lên tới 18kg. Vị trí số 6 là nhện Goliath. Đây là loài nhện có khối lượng lớn nhất hành tinh, sống ở miền Bắc Nam Mỹ, cùng họ với nhện hum ở Việt Nam. Sải chân của chúng có thể dài tới 28cm và nặng hơn 170g. Loài nhện này có nọc độc yếu. Vị trí số 7 là kỳ nhông khổng lồ Trung Quốc. Đây là loài động vật lưỡng cư lớn nhất hành tinh và là loài đặc hữu ở các suối, núi đá và hồ ở Trung Quốc. Con trưởng thành trung bình nặng 25 đến 30kg và dài 1,15m. Con lớn nhất
từng được ghi nhận nặng tới 59kg và dài 1,8m. Vị trí số 8 là bò cạp hoàng đế. Đây là loài bò cạp bản địa của châu Phi. Chiều dài cơ thể trung bình 20cm, con lớn nhất từng được ghi nhận dài tới 23cm. Loài này có nọc độc yếu và đang bị săn bắt tràn lan để làm vật nuôi gây đe dọa tuyệt chủng. Vị trí số 9 là giun đất khổng lồ Kislan. Đây là loài giun đất lớn nhất hành tinh và là loài giun đất bản địa của Úc. Loài này có đường kính cơ thể trung bình 2cm, nặng 200g và dài 1m, tối đa có thể lên đến 3m.